Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Mỹ nghi ngờ những dấu hiệu Triều Tiên tăng cường cung cấp vũ khí cho Nga. Thụy Điển ra điều kiện gửi tiêm kích Gripen cho Ukraine. Nga tấn công Ukraine dồn dập gây thương vong lớn. Bí mật tăng gấp đôi tiêm kích MiG-31 mang tên lửa Kinjas. Ukraine đang tìm cách vô hiệu hóa lợi thế lớn nhất của Nga. Tuyên bố mới nhất của ông Putin về Nord Stream. Người Mỹ sụt giảm niềm tin trong việc viện trợ cho Ukraine. Ukraine giải thích lý do liệt 3 công ty dầu khí Trung Quốc vào danh sách đen hỗ trợ Nga. Ukraine lạc quan về việc giải quyết lệnh cấm ngũ cốc của các nước láng giềng tại EU. Mỹ nghi ngờ những dấu hiệu Triều Tiên tăng cường cung cấp vũ khí cho Nga. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ ngày 6 tháng 10 cho biết một hình ảnh vệ tinh trong tuần này đã cho thấy một sự gia tăng đáng kể về giao thông đường sắt dọc theo biên giới giữa Triều Tiên và Nga. Trong bối cảnh đó có những quan ngại về khả năng vận chuyển vũ khí sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước giữa hai nước. Theo CSIS, những hình ảnh trên được chụp hôm 5 tháng 10 nói trên đã ghi nhận số lượng xe lửa chở hàng chục chưa từng có, với tổng cộng 73 chiếc tại trạm xe lửa ở Dason, một thành phố của Triều Tiên giáp danh với Nga. Mức độ giao thông lớn hơn nhiều so với những gì quan sát được tại trạm xe lửa này trong 5 năm qua, ngay cả so với mức độ trước đại dịch COVID-19. Diễn biến trên xảy ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước. Hội nghị làm dấy lên đồn đoán có thể đã dẫn đến một thỏa thuận giúp thúc đẩy sự phát triển vũ khí của Triều Tiên, cũng như chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong một báo cáo nêu rõ, căn cứ vào những nội dung ông Kim Jong-un và ông Putin đã thảo luận về một số trao đổi và hợp tác quân sự trong hội nghị thượng đỉnh mới đây giữa hai nhà lãnh đạo, sự gia tăng đáng kể về giao thông đường sắt này có thể là một chỉ dấu cho thấy sự cung cấp vũ khí và đạn dược của Triều Tiên cho Nga. Thụy Điển ra điều kiện gửi tiêm kích Gripen cho Ukraine. Thụy Điển tuyên bố sẽ không xem xét gửi máy bay chiến đấu đa chức năng Gripen tới Ukraine cho đến khi nước này được kết nạp vào NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Johnson đưa ra chính sách mới cùng lúc công bố gói hỗ trợ quân sự thứ 14 của Stockholm dành cho Kiev trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Ông Johnson nói trong một cuộc họp báo rằng vì lý do an ninh trong nước, Thụy Điển sẽ yêu cầu tư cách thành viên NATO trước khi có thể cung cấp Gripen cho Ukraine. Chính phủ Thụy Điển sau đó nhắc lại chính sách trên, sự hỗ trợ dưới hình thức Gripen sẽ đi kèm điều kiện Thụy Điển trước tiên trở thành thành viên của NATO. Stockholm vẫn chưa cho biết có bao nhiêu máy bay phản lực Gripen có thể được cung cấp cho Kiev. Bất chấp việc nước láng giềng Phần Lan đã gia nhập NATO từ tháng 4, đơn gia nhập của Thụy Điển đã bị Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trì hoãn. Ankara gần đây tuyên bố sẽ tổ chức bỏ phiếu phê chuẩn tại Quốc hội về vấn đề này sau tháng 10. Dù vậy, Stockholm cũng yêu cầu các cơ quan quân sự phân tích và báo cáo kỹ lưỡng về tác động của việc cung cấp máy bay Gripen cho Ukraine tới khả năng phòng thủ, nền kinh tế quốc phòng cũng như các hoạt động và kế hoạch phòng thủ khác. Hạn chót gửi báo cáo cho chính phủ Thụy Điển được ấn định vào ngày 6 tháng 11. Giới phân tích quốc phòng từ lâu đã kêu gọi Thụy Điển gửi máy bay chiến đấu Gripen cho Ukraine. Báo cáo vào tháng 11 năm 2022 của Tổ chức Viện Thống nhất Hoàng gia Anh đánh giá Gripen cho đến nay là ứng cử viên phù hợp nhất với Ukraine trong số các máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất. Báo cáo đó nhấn mạnh rằng việc cung cấp Gripen sẽ giảm nguy cơ Ukraine bị Nga tấn công bằng tên lửa tầm xa, đồng thời lưu ý rằng cách không quân Thụy Điển sử dụng chiến thuật chiếm ưu thế trên không ở cấp độ thấp từ các căn cứ phân tán cũng tương tự chiến thuật của Ukraine. Không quân Ukraine hôm qua tuyên bố đã bắn hạ 25 trong số 33 máy bay không người lái do Nga phóng nhắm vào ít nhất 6 tỉnh của Ukraine trong ngày đầu. Ngoài ra, tỉnh trưởng của tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine hôm qua nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga nhắm vào những tòa nhà dân cư trong tỉnh vào đầu ngày đã khiến cho một cậu bé 10 tuổi chết và 23 người bị thương. Đợt tấn công mới diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào làng Hadura thuộc tỉnh Kharkiv trong lúc nhiều người tập trung để tưởng nhớ một binh sĩ Ukraine đã hy sinh. Giới chức Ukraine nói rằng số người chết trong cuộc tấn công vào làng Hadura đã tăng lên 52 người. Đến tối qua, chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với các cáo buộc trên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua tuyên bố trực thăng thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã phát hiện và tiêu diệt một chiếc xuồng không người lái của Ukraine đang hướng tới bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 UAV do Ukraine phóng qua tỉnh Belgorod thuộc Nga vào khuya ngày 5 tháng 10 theo giờ Moscow.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 10 tiết lộ một số phát hiện từ cuộc điều tra về vụ rơi máy bay chở 10 người, trong đó có ông Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner. Người đứng đầu Ủy ban điều tra gần đây đã thông báo với tôi rằng các mảnh lựu đạn được tìm thấy trong thi thể của các nạn nhân không có tác động nào từ bên ngoài lên máy bay, ông Putin phát biểu tại một sự kiện ở Sochi, Nga. Vụ rơi máy bay khiến tất cả 10 người trên khoang thiệt mạng xảy ra ở miền Tây của Nga vào ngày 23 tháng 8, đúng 2 tháng sau cuộc nổi loạn bất thành của Wagner. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã âm thầm gia tăng đáng kể năng lực tấn công tầm xa của mình. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế trong báo cáo về việc lực lượng vũ trang Liên bang Nga sử dụng vũ khí tên lửa trong cuộc chiến tại Ukraine đã cung cấp một thông tin rất thú vị. Ví dụ, các chuyên gia trong báo cáo của họ tuyên bố rằng không quân Nga hiện có tới 24 máy bay tiêm kích siêu âm MiG-31K đã được sửa đổi đặc biệt để mang vũ khí siêu thanh. Nếu họ không mắc sai lầm ở đây, điều đó có nghĩa là trong gần một năm diễn ra cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine, số lượng máy bay mang tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinjal đã tăng gấp đôi. Trước đó, tài liệu tham khảo được đưa ra nói rõ lực lượng hàng không vũ trụ Nga chỉ có 12 máy bay MiG-31K tại thời điểm thống kê vào đầu năm nay. Bởi vì vẫn chưa có xác nhận về những số liệu này từ các nguồn mở khác, cho nên vẫn còn quá sớm để đánh giá xem người Nga có thể tăng phi đội MiG-31K của họ lên 24 chiếc bằng cách nào. Nhưng nếu thông tin trên là chính xác, điều này có thể củng cố khả năng của Điện Kremlin trong việc sử dụng tên lửa Kinjal để tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Ukraine lên mức đáng kể. Nhưng ở đây, chúng ta không thể bỏ qua một sự kiện, đó là vào đầu tháng 9 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Shoigu đã cung cấp một thông tin đáng giá. Trong chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, ông Shoigu đã thông báo về sự hiện diện của một phương tiện mang phóng mới dành cho tên lửa Kinjal mang mã hiệu MiG-31U. Sự tồn tại của nó lần đầu tiên được biết đến vào tháng 8 năm 2022. Nếu vậy, con số 24 máy bay tiêm kích MiG-31 có khả năng mang tên lửa Kinjal sẽ thuộc hai phiên bản U và K, đồng nghĩa với Nga đã âm thầm nâng cao đáng kể khả năng tấn công đường không của mình. Ukraine đang tìm cách vô hiệu hóa lợi thế lớn nhất của Nga. Các lực lượng của Ukraine tiến hành cuộc phản công ở phía Đông Nam đang vô hiệu hóa lợi thế về số lượng của Nga, Trung tướng nghỉ hưu của Mỹ nhận định. Theo ông thì người từng là chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu quyết định của Ukraine khi ưu tiên tấn công vào các hệ thống pháo, sở chỉ huy và trung tâm hậu cần của Nga là một phần trong kế hoạch chiến lược lớn hơn. Theo đó, không nhất thiết phải tập trung vào việc đạt được thành quả về lãnh thổ. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều đang xem xét điều này khi đặt sai bối cảnh. Ông nhận định về cuộc phản công kéo dài một tháng qua của Ukraine. Giới quan sát cho rằng nhịp độ chậm chạp của chiến dịch đã làm dấy lên lo ngại ở phương Tây rằng quân đội Ukraine không thể đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ ở phía Nam. Mối lo ngại này đã dẫn đến những cuộc trao đổi về việc Kiev có thể buộc phải nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Điều tôi nghĩ Ukraine làm là đúng là tập trung vào việc phá hủy các hệ thống pháo, sở chỉ huy và tuyến hậu cần của đối phương. Theo ông, đây là cách bạn vô hiệu hóa lợi thế duy nhất của Nga, đó là lợi thế về số lượng bằng cách loại bỏ các sở chỉ huy cùng với các hệ thống pháo đang hỗ trợ Nga và gây khó cho Ukraine để vượt qua các bãi mìn, cũng như loại bỏ tuyến hậu cần cung cấp đạn dược và vận chuyển của đối phương. Hãy nghĩ về mục đích của cuộc phản công, đó là đạt được một số mục tiêu ở cấp độ chiến dịch và bạn không làm điều đó chỉ với các lực lượng mặt đất. Bạn phải sử dụng những gì mà NATO gọi là đa phạm vi, các lực lượng trên không, trên đất liền, trên biển, trên mặt trận thông tin và các lực lượng đặc biệt, tất cả đều ở các phạm vi khác nhau. Đó là học thuyết của Mỹ, của NATO và chính xác là những gì Ukraine đang thực hiện. Cuộc phản công của Ukraine được cho là nhằm chia cắt hành lang trên đất liền ở phía nam nước này, nối bán đảo Crimea với phía tây nước Nga. Hành lang này là một trong những thành công chiến lược trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và có thể đóng vai trò xương sống cho sự mở rộng trong tương lai của Moscow dọc bờ biển đen của Ukraine. Nếu Ukraine tiến hành phản công thành công và chia cắt hành lang trên, đó sẽ là thảm họa cho các lực lượng của Nga. Phạm vi trên đất liền dĩ nhiên cuối cùng là nhằm cô lập Crimea. Ukraine đã bắt đầu thực hiện điều đó, mọi thứ họ đang làm đều hướng đến Crimea. Cách để giành lại được Crimea và cô lập nó, làm cho nó không thể trụ vững và sau đó có thể giải phóng nó. Tổng thống Zelensky thừa nhận cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển chậm hơn kỳ vọng. Dù vậy, các chỉ huy Ukraine được cho là đã bất đồng với các đối tác Mỹ về cách thực hiện cũng như tốc độ của chiến dịch. Ông Hudgis nói rằng, những người có lập trường chỉ trích Ukraine ở Lầu Năm Góc nên suy nghĩ lại. Chúng ta sẽ không bao giờ cử quân Mỹ đi làm những điều mà quân đội Ukraine đang phải làm, bởi chúng ta sẽ không bao giờ bước vào một cuộc giao tranh như ở đây nếu không có ưu thế trên không.
bất kỳ sự chỉ trích nào về những gì Ukraine đang làm hay họ không hành động đủ nhanh chóng đều thực sự sai lầm. Tuyên bố mới nhất của ông Putin về Nord Stream. Nga đang nỗ lực xây dựng lại nền kinh tế, đồng thời tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và bảo vệ truyền thống văn hóa con người của mình. Tổng thống Vladimir Putin cho biết khi trả lời câu hỏi về người điều hành phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận Vardai về kinh tế Nga. Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý tốt vấn đề này và tôi có lý do để tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Quá trình tái thiết nền kinh tế đã bắt đầu giống như cách nó đã xảy ra sau lệnh cấm vận thực phẩm năm 2014. Không giống như ở châu Âu, thu nhập thực tế của người dân Nga đang tăng lên, bất chấp chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng. Nga đang rời bỏ thị trường châu Âu ngày càng mờ nhạt, tăng cường sự hiện diện của mình tại các thị trường đang phát triển ở các khu vực khác trên thế giới, bao gồm cả châu Á. Về đường ống Nord Stream và nguồn cung khí đốt, Mỹ là bên quan tâm nhất đến việc cho nổ tung các đường ống dẫn khí Nord Stream. Ai là người đứng sau kế hoạch này không còn là vấn đề. Những người phải chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ được tìm ra. Đức vẫn có thể nhận khí đốt qua nhánh đường ống còn lại của Nord Stream, nhưng Washington không muốn để điều đó xảy ra. Họ cũng đang đe dọa đường ống dẫn khí đốt bằng cách ủng hộ kế hoạch phá hủy nó của Ukraine. Nga vẫn cam kết ký các hợp đồng khí đốt với châu Âu và tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố sắp bắt đầu cung cấp khí đốt của Nga cho Uzbekistan thông qua Kazakhstan. Ông nói Nga sẽ khởi động nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên chính thức cho Kazakhstan thông qua Uzbekistan vào đầu tháng này và tăng dần khối lượng sau đó. Câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vardai tập hợp các chuyên gia hàng đầu của Nga và nước ngoài trong các lĩnh vực khoa học, chính trị, kinh tế, lịch sử và quan hệ quốc tế. Câu lạc bộ được thành lập vào tháng 9 năm 2004 theo sáng kiến của hãng thông tấn Hội đồng về chính sách đối ngoại và quốc phòng, cùng với các tạp chí nước Nga trong chính trị toàn cầu. Qua quá trình nhiều năm hoạt động, trong công việc của câu lạc bộ có phần tham gia của hơn 1.000 đại diện cộng đồng khoa học quốc tế từ 84 nước khắp thế giới. Người Mỹ sụt giảm niềm tin trong việc viện trợ cho Ukraine. Sự ủng hộ của người về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine đang giảm dần kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6. Người Mỹ đang cảm thấy chua chát về việc viện trợ cho Ukraine, bằng chứng là sự ủng hộ với việc này đã giảm đáng kể ở cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6. Kết quả một cuộc khảo sát công bố ngày 5 tháng 10 giờ địa phương cho thấy chỉ 41% số người được hỏi đồng ý rằng chính phủ Mỹ nên cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi 35% cho biết không đồng ý và phần còn lại không chắc chắn. Các số liệu này đánh dấu sự sụt giảm mạnh so với cuộc thăm dò trước đó của Reuters được thực hiện hồi tháng 6, thời điểm cho thấy 65% người tham gia khảo sát ủng hộ việc tiếp tục vũ trang cho Ukraine. Trái với bề ngoài dân chủ lên tiếng nhiều hơn trong việc ủng hộ viện trợ vũ khí tới Ukraine, thì sự ủng hộ dường như đang suy yếu dần trong nội bộ đảng này. Dù vẫn có tới 52% số được hỏi cho biết họ vẫn ủng hộ viện trợ quân sự trong cuộc thăm dò mới nhất, nhưng con số này đã giảm mạnh so với mức 81% được ghi nhận vào tháng 6, khoảng thời gian lực lượng Ukraine bắt đầu một cuộc phản công lớn. Trong khi đó, tại Đảng Cộng Hòa, chỉ khoảng 35% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc viện trợ cho Ukraine trong cuộc khảo sát mới, giảm từ mức 56% vào tháng 6. Việc tiếp tục viện trợ cho Kiev trở thành điểm nóng chính trị tại Quốc hội Mỹ, khi các nhà lập pháp đấu tranh về gói chi tiêu dài hạn nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa ngày 17 tháng 11. Biện pháp tạm thời ban đầu dự kiến sẽ bao gồm hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine, nhưng Đảng Cộng Hòa đã thúc đẩy thành công việc loại bỏ khoản tài trợ đó khỏi luật. Bất chấp sự đảm bảo từ lâu năm góc rằng cuộc khủng hoảng ngân sách liên bang sẽ không ảnh hưởng đến viện trợ của Mỹ cho Ukraine, các quan chức chính quyền cấp cao lại chỉ ra điều ngược lại, gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng mất hỗ trợ cho Kiev trong trường hợp chính phủ đóng cửa. Hôm 4 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, khi Quốc hội làm việc thông qua các cơ chế và thủ tục khác nhau, trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi không thể cho phép sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine bị gián đoạn, ngay cả một sự chậm trễ ngắn cũng có thể tạo nên sự khác biệt trên chiến trường. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ rằng các quan chức đang tìm kiếm phương pháp giải quyết để duy trì dòng viện trợ cho Ukraine nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước thời hạn tháng 11. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội để giải thích lý do tại sao cần phải tiếp tục giúp Kiev, nhấn mạnh rằng việc Ukraine thành công hoàn toàn có lợi ích của Mỹ. Ukraine cho rằng các công ty Trung Quốc tiếp tục phát triển các dự án chung với Nga và tài trợ cho ngành công nghiệp chiến lược của Moscow thông qua nguồn thuế đáng kể.
Ukraine, cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia nước này mới đây đã đưa 3 công ty dầu khí lớn nhất của Trung Quốc vào danh sách các nhà tài trợ quốc tế cho cuộc xung đột đang diễn ra với Nga, thông qua mở rộng hợp tác năng lượng với Moscow và nộp hàng tỷ đô la Mỹ tiền thuế cho Điện Kremlin. Nguồn tin dẫn thông báo cho biết 3 công ty Trung Quốc trên là Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Thông báo nêu lý do, cả 3 công ty trên tiếp tục phát triển các dự án chung với Nga và tài trợ cho ngành công nghiệp chiến lược của Moscow bằng cách đóng thuế đáng kể. Công ty dầu khí quốc gia lớn thứ 3 của Trung Quốc đó là Sinopec. Đây còn là nhà sản xuất dầu khí ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc. Một công ty con sở hữu 10% dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng 2 nằm trên bán đảo Gdańsk thuộc vùng Bắc Cực của Nga, vốn đầu tư cần thiết để khởi động dự án hết công suất ước tính khoảng 21,3 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga-Ukraine đầu năm 2022, tích cực mở rộng hợp tác với Nga. Vào tháng 7 năm 2023, nhà máy nổi sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên của dự án Bắc Cực đã được hoàn thành và hạ thủy, nhấn mạnh rằng việc triển khai dự án có thể tăng thị phần của Nga trên thị trường toàn cầu lên tới 15% từ mức khoảng 8% hiện nay. Các cơ sở hạ tầng để hóa lỏng khí đốt tự nhiên cho thấy rằng không có sự cô lập nào giữa Nga với phần còn lại của thế giới và công nghệ, như tuyên truyền của phương Tây nói. Việc vận hành một nhà máy như vậy sẽ là một chiến thắng bác bỏ mọi lời đồn thổi của phương Tây. Sinopec là công ty nhà nước lớn thứ hai của Trung Quốc tham gia khai thác nhiên liệu hóa thạch và chuyên chế biến dầu thô. Cuối tháng 3 năm 2022, đại diện Sinopec cho biết công ty năng lượng nhà nước Trung Quốc này sẽ tiếp tục mua dầu thô và khí đốt từ Nga, ngay cả trong trường hợp các lệnh trừng phạt của phương Tây siết chặt hơn. Tập đoàn Sinopec sở hữu 10% cổ phần công ty hóa dầu của Nga. Trong nửa đầu năm nay, tập đoàn của Nga này đã nộp số tiền thuế tương đương 347 triệu đô la Mỹ cho ngân sách của Moscow. Thông qua Hồng Kông Holding do mình kiểm soát, Sinopec cũng sở hữu 40% cổ phần, là một công ty năng lượng của Nga. Năm ngoái, công ty này đã nộp số tiền thuế tương đương 30 triệu đô la Mỹ cho ngân sách Nga. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc là tập đoàn dầu khí quốc gia lớn nhất Trung Quốc và là một trong những công ty năng lượng lớn nhất toàn cầu về sản xuất dầu khí. Lợi nhuận của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc năm 2022 tăng hơn gấp đôi lên 21 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu giảm. Tập đoàn này có sự hợp tác đáng kể với các công ty lớn nhất của Nga trong ngành dầu khí cũng như với chính phủ Nga. Bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty ở Nga, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc đóng thuế đáng kể cho ngân sách của Điện Kremlin, tạo điều kiện cho Moscow duy trì cuộc xung đột ở Ukraine. Vào tháng 9 năm 2022, Gazprom và Tập đoàn Dầu khí của Trung Quốc đã đồng ý chuyển sang thanh toán dịch vụ bằng tiền quốc gia, rúp và nhân dân tệ. Điều này củng cố và ổn định đồng rúp của Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt được áp đặt từ phương Tây. Chính phủ Nga từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong thời hạn 3 năm đã tăng thuế thu nhập đối với các nhà xuất khẩu từ 20 lên đến 34%. Điều này có nghĩa là thuế xuất khẩu năng lượng sẽ tăng phần gấp đôi nhằm nguồn bổ sung thu ngân sách của Nga. Hôm 5 tháng 10, Ukraine bày tỏ sự lạc quan rằng căng thẳng với các nước EU láng giềng đã áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nước này có thể được giải quyết, mặc dù có lẽ không phải trước cuộc bầu cử ở Ba Lan trong tháng này. Ba Lan, Slovakia và Hungary đã công bố hạn chế nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine vào tháng trước, sau khi Ủy ban Điều hành châu Âu quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu vào 5 nước láng giềng EU của Ukraine. Vấn đề này là nguyên nhân gây căng thẳng hiếm hoi giữa Kyiv và các nước láng giềng EU, đặc biệt là Ba Lan, nơi chính phủ nước này sắp tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 15 tháng 10, đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, nhưng nói rằng ngũ cốc giá rẻ gây tổn hại cho nông dân Ba Lan. Taras Kachka, đại diện thương mại và thứ trưởng kinh tế của Ukraine, nói với các phóng viên bên lề hội nghị ở Bruxelles rằng đất nước của ông hiểu những áp lực mà nông dân ở nước đó phải đối mặt. Tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp, bởi vì xét cho cùng, tất cả các chi phí của những câu đấu này đều đã được biết khá rõ, ông nói. Ông nói thêm rằng không mong đợi một giải pháp trong vài tuần tới, vì các chính trị gia Ba Lan đang bận rộn với cuộc bầu cử. Ukraine, nước sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn cầu, thường phụ thuộc rất nhiều vào các cảng sâu ở Biển Đen để xuất khẩu. Tuy nhiên, khả năng đưa hàng hóa ra thế giới của nước này đã bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa do Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen vào tháng 7 năm 2023. Ba Lan và các nước láng giềng trước đây đã có một thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc bán ngũ cốc Ukraine ở thị trường của họ, đồng thời cho phép các nông sản này quá cảnh để bán ở nơi khác. Ukraine đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới chống lại ba nước này, nhưng Kachka
nhấn mạnh điều này có nghĩa là các bên đã bước vào thời gian tham vấn 60 ngày trước khi bất kỳ hội đồng xét xử nào được thành lập. Ông Kaka cho biết không có yêu cầu cấp giấy phép xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine sang Ba Lan, cho thấy nhu cầu của Ba Lan đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine là hạn chế và mô hình dòng chảy thương mại đang bình thường hóa để phản ánh nhu cầu đáng kể từ các thành viên EU khác. Ukraine đang tìm cách tăng tốc độ xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác theo thỏa thuận đạt được với Latvia và Ba Lan. Đồng thời, quốc gia này cũng muốn có một thỏa thuận toàn diện với tất cả các nước láng giềng và Ủy ban châu Âu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!